Hôm nay tôi sẽ review cho các bạn một cây đàn cơ, cây đàn cao quai. Cái đàn này cũng thuộc cái dòng cao cấp, nó khoảng trên 50 triệu và dưới 60 triệu nhé. Thì những cái dòng đàn này là thuộc dòng cao cấp rồi các bạn. Thì các bạn, tôi sẽ cho các bạn xem về cái mặt bên trong. Đấy, nó rất là đẹp. Anh có thể nói giới thiệu trong cái lúc tháo đàn này, anh có thể giới thiệu qua. Đây là dòng cao quai BL71, hàng của Nhật, sản xuất 100% của Nhật Bản. Em nhắc bên trong thôi. Rồi, ok. Đấy. Đây các bạn nhìn nó tháo cái đàn cơ nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, nó tháo một cái này ra là để cái này. Đấy. Đấy. Đây, bạn, đây là logo. Logo Kawai. Đây là số ký hiệu của đàn. Đây là mã số seri. Đấy. Dòng Kawai rất ưu việt. Là tất cả đầu búa được làm tổng hợp bằng nhựa BRS, nên về khí hậu Việt Nam mình sẽ hạn chế độ ẩm ướt của khí hậu Việt Nam mình. Đây đầu búa nó là cái này các bạn này. Đây đầu chân búa đây. Đấy đấy. Đây. Đó, cái âm thanh của con này thì rất là hay. Đó, các bạn có thể nghe thử qua những âm thanh này nhé. Rất là hay. Nếu mà các bạn mua đàn ấy, thì sẽ được miễn phí vận chuyển là một này, bảo hành 10 năm là hai. Ghế cộng với ghế nhá. Free ship nội thành. Đàn. Đấy, khăn phủ đàn và tất cả các phụ kiện ông sấy nó lắp đặt sẵn. Nếu các bạn muốn mua đàn thì có thể liên hệ với chúng tôi qua những thông tin ở bên dưới phần mô tả các bạn nhé. Và rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào các bạn.